Tại phiên họp toàn thể vào sáng nay, góp ý vào luật di sản văn hóa sửa đổi, đại biểu Nguyễn Thị Sửu, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều ý kiến góp ý để hoàn thiện văn bản luật phù hợp với thực tiễn tại các địa phương. Tại khoản 2, điều 10, quy định thẩm quyền kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và danh mục di sản văn hóa phi vật thể quy định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định kỳ 5 năm một lần, công bố danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn. Trên thực tế, có những di sản văn hóa phi vật thể liên quan tới nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Ví dụ như nghệ thuật bài chòi, lễ cầu ngư là di sản văn hóa phi vật thể của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Định. Đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề nghị có quy định riêng cho các loại hình di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến nhiều tỉnh thành. Bên cạnh đó, về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một, thất truyền, khoảng 2 quy định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ kết quả kiểm kê thực trạng thực hành di sản văn hóa phi vật thể và căn cứ đề xuất của cộng đồng để xác định di sản văn hóa phi vật thể bị mai một, thất truyền. Đại biểu đề nghị cân nhắc vì nếu cộng đồng không đề xuất thì cần phải xác định cấp nào có quyền xác định di sản văn hóa phi vật thể bị mai một, thất truyền. Một trong những quy định đáng quan tâm là biện pháp bảo vệ và phát triển tiếng nói, chữ viết của các dân tộc Việt Nam ở điều 18, đại biểu Nguyễn Thị Sửu nhấn mạnh. Các cái biện pháp bảo vệ của nhà nước thì đã được thể hiện qua năm khoản. Tuy nhiên, còn lẫn lộn trùng lặp nội dung. Biện pháp lưu giữ và biện pháp sưu tầm thì có cả ở khoản 1 và khoản 4. Dù lưu giữ và sưu tầm tiếng nói chữ viết hay lưu giữ tác phẩm văn học nghệ thuật, khoa học công nghệ thì đều là lưu giữ và cũng đều là sưu tầm. Rồi là dạy và truyền dạy ở khoản 1 và khoản 2, xây dựng và xuất bản sách giáo khoa ở khoản 2 và khoản 5, tư liệu hóa và cơ sở dữ liệu ở khoản 1 và khoản 5. Vì vậy cần nhóm lại theo trình tự phù hợp. Về hoạt động của bảo tàng, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về bảo tàng số vì rất quan trọng trong việc phát huy giá trị bản sắc dân tộc. Trong đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và trưng bày trong nhà ngoài trời của bảo tàng công lập điều 65. Các quy định về cải tạo, nâng cấp kiến trúc bảo tàng và trưng bày bảo tàng được thiết kế không rõ thẩm quyền, khó hiểu. Do đó, đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề nghị ban soạn thảo cần nghiên cứu thêm về quy định tại điều này.